các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Mẹ Duy Mạnh nói một câu khiến con dâu Quỳnh Anh ứa nước mắt. Trong những ngày gần đây, sự kiện Duy Mạnh cầu hôn Quỳnh Anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả hai đều không có động tĩnh gì trên mạng xã hội. Để rồi đột nhiên người ta thấy chàng hậu vệ của tuyển Việt Nam quỳ gối giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ và trao cho cô bạn gái Quỳnh Anh chiếc nhẫn cầu hôn đầy ngọt ngào. Mẹ của tuyển thủ Duy Mạnh, cô Lê Thị Lan đã có những chia sẻ khá thú vị về việc Duy Mạnh chuẩn bị lên xe hoa cùng với cô dâu Quỳnh Anh. Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Sau nhiều năm hẹn hò với cô bạn gái Nguyễn Quỳnh Anh, trong thời khắc giao thừa của năm 2020, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã khiến dân tình xôn xao với khoảnh khắc cầu hôn cực kỳ lãng mạn giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh trong sự chúc phúc của người hâm mộ. Mẹ của chàng tuyển thủ, cô Lê Thị Lan cũng đã có những chia sẻ khá thú vị về việc con trai chuẩn bị lên xe hoa cùng cô dâu Quỳnh Anh. Quá nhanh quá nguy hiểm là cách dân mạng đang nói về chuyện đám cưới của trung vệ tuyển Việt Nam Đỗ Duy Mạnh. Mới hôm 1 tháng 1, anh chàng gây bão khi quỳ gối giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ cầu hôn cô bạn gái xinh đẹp Nguyễn Quỳnh Anh. Hôm 3 tháng 1, cặp đôi để lộ ảnh hậu trường đi chụp ảnh cưới, thì sáng hôm sau 4 tháng 1, bức ảnh cưới đầu tiên đã được chính thức khoe trên mạng xã hội, khiến dân tình xôn xao. Cặp đôi hứa hẹn sẽ sớm công bố ngày về chung một nhà trong năm 2020. Để đưa ra được quyết định quan trọng như vậy, chắc chắn Duy Mạnh đã phải có những sự chuẩn bị tính toán từ trước. Theo cô Lê Thị Lan, mẹ của Duy Mạnh, anh chàng bắt đầu chia sẻ về chuyện lập gia đình được một thời gian rồi. Duy Mạnh cũng đã bàn bạc với người nhà từ khá lâu rồi. Ban đầu Mạnh cũng chưa có ý định là lập gia đình, nhưng bố mẹ đi xem tuổi, thấy là sang năm không cưới được, nếu lỡ thì phải chờ thêm 2 năm nữa, nên gia đình cũng góp ý là con hãy xem xét cưới luôn trong năm nay là tốt. Và rồi Mạnh cũng có quyết định tiến tới hôn nhân, cô Lan chia sẻ. Duy Mạnh là cầu thủ chủ chốt trong đội hình của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Ngoài khả năng chơi bóng tốt, Mạnh Gắt còn gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai như nam thần. Trong khi đó, Quỳnh Anh, ái nữ của cựu chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn FC, là em vợ của cầu thủ Văn Quyết. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo và tài kinh doanh khi hiện sở hữu riêng chuỗi cửa hàng thời trang ăn nên làm ra. Trên sân bóng cũng như ngoài đời, Duy Mạnh luôn được các fan biết đến là một chàng cầu thủ chỉnh chu, trưởng thành và chững chạc. Cũng vì đức tính này mà bà Lan cho biết bố mẹ hai bên đều không có gì lo lắng khi cặp đôi quyết định kết hôn dù tuổi đời còn khá trẻ. Thực ra hai con yêu nhau lâu rồi, bây giờ đi đến quyết định là hôn nhân thì bố mẹ cũng chấp nhận và ủng hộ thôi. Mạnh thì cũng đã khôn lớn và trưởng thành rồi, nên cô không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Chuyện cưới hỏi thì cũng có kinh nghiệm lo cho chị của Mạnh trước đây rồi, nên bình thường thôi, cô Lan nói. Do bận công việc riêng nên cả Duy Mạnh và Quỳnh Anh đều có rất ít thời gian về thăm nhà. Tuy nhiên, qua những lần gặp gỡ, cô Lan cũng cảm nhận được con dâu tương lai là một người tốt, đáng tin cậy và là chỗ dựa tốt cho con trai. Cô Lan nói, Mạnh nhà cô ít về lắm, Mạnh mà thế thì lấy đâu Quỳnh Anh về. Mạnh từ Tết đến giờ về được có 2 lần thôi, nhưng cũng chẳng ở lại được lâu, vài ngày rồi lại đi. Quỳnh Anh về nhà cô mấy lần rồi, em nó hiền, lễ phép và ngoan ngoãn lắm. Thật sự ai nói Quỳnh Anh tiểu thư mình không biết, nhưng khi về nhà cô thì thấy chân chất, cũng hay làm việc nhà. Quỳnh Anh tháo vát lắm, không phải kiểu người tiểu thư đâu. Con nhà giàu thật, nhưng rất hòa đồng và tình cảm nữa. Quỳnh Anh mà nghe được những lời này của mẹ chồng tương lai thì chắc chắn cô nàng sẽ cảm động lắm đây. Từ trước đến nay, làm vợ cầu thủ vốn là chuyện rất khó khăn. Vì thế, mẹ của Duy Mạnh cũng mong hai con có thể yêu thương, thông cảm cho nhau để có thể chung sống hạnh phúc sau này. Lúc hai con yêu nhau cũng nói với Quỳnh Anh nhiều chuyện. Mạnh là cầu thủ chẳng khác gì đi bộ đội, ít thời gian về nhà nên mình phải biết thông cảm. Công việc của Mạnh như thế rồi, không thể khác được. Mạnh về cũng nói chuyện là người yêu rất hiểu chuyện. Khi thi đấu cần tập trung, ít gặp mặt và nói chuyện được với nhau, Quỳnh Anh cũng biết thông cảm. Khi Mạnh rảnh rồi, có thể ở bên cạnh nhau, làm những gì mình muốn mà không ảnh hưởng đến việc chuyên môn. Bà Lan còn cho biết thêm, cả gia đình bà cũng rất mong chờ đến đám cưới của con trai. Hôm 4 tháng 1, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cùng vợ tương lai cùng nhau đăng lên mạng xã hội bức ảnh cưới đầu tiên. Bức ảnh cưới khiến dân tình lại xôn xao vì hành động nhanh nhẹn của cầu thủ sinh năm 1996 trong việc cưới hỏi. Trong bức ảnh, Duy Mạnh và Quỳnh Anh tươi cười hạnh phúc bên nhau. Chú rể diện vest đen lịch lãm, điển trai bội phần. Còn cô dâu diện váy cưới trắng xinh đẹp như đúng biệt danh công chúa mà Duy Mạnh thường gọi bạn gái. Bức ảnh vừa đăng được 10 phút đã nhận được rất nhiều bình luận chúc phúc của hội tuyển thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn khá bất ngờ khi thấy Duy Mạnh đăng ảnh cưới. Anh chàng ngạc nhiên hỏi, cầu hôn đồng ý bế đi chụp ảnh luôn à?
rồi không quên cảm thán rằng Duy Mạnh và Quỳnh Anh đang vội vàng quá vậy. Bình luận của Văn Toàn khiến fan bật cười vì sự thẳng thắn và hài hước. Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng thì gọi chuyện tung ảnh cưới của chàng trung vệ sinh năm 1996 là một pha bứt tốc thần kỳ của Mạnh đây rồi. Chú rể đẹp trai nhất Việt Nam, cầu thủ Nguyễn Huy Hùng viết. Trong khi đó, tiền vệ Phan Văn Đức, người vừa làm đám hỏi với bạn gái Võ Nhật Linh cách đây nửa tháng để lại bình luận. Chúc mừng Mặn nhé, nối gót cọt nhé. Tiền vệ Phạm Đức Huy thì mong chờ đám cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh đến nỗi đã chuẩn bị sẵn điệu nhảy điệu nghệ để lên quẩy trong hôn lễ. Chú rể cũng hứa rằng sẽ thuê DJ phục vụ Đức Huy trong ngày vui của mình. Trước đó, ngay sau màn cầu hôn của trung vệ Hà Nội FC, Đức Huy cùng các cầu thủ Quế Ngọc Hải, Văn Toàn đã hài hước lên hẳn kế hoạch tổ chức tiệc cưới 700 mâm cổ ở sân vận động Mỹ Đình cho đồng đội. Trong khi hầu hết các cầu thủ để lại bình luận chúc mừng đôi trẻ, thì Trần Đình Trọng tỏ ra tiếc nuối khi những người bạn thân trong hội trung vệ thép đều đã lần lượt cưới vợ, đáp lại comment. Vậy một người nữa đã ra đi của Trọng Ỉnh, công chúa béo hài hước chia sẻ lại bức ảnh thân thiết của bộ ba Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng cùng caption buồn của Trọng. Suốt hơn 3 năm yêu nhau, cặp đôi cầu thủ hot girl luôn nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người bởi sự lãng mạn, ngọt ngào và chưa từng có nghi vấn rạn nứt. Cả hai khiến fan ghen tị khi thường chia sẻ hình ảnh hạnh phúc lên trang cá nhân. Đây được xem là mối tình đẹp và không có thị phi của giới bóng đá. Cả Duy Mạnh và Quỳnh Anh còn được khen là có tướng phu thê, càng ngày càng giống nhau. Vợ sắp cưới của Mạnh Gắt là một trong số ít nàng watch được lòng người hâm mộ bởi không chỉ xinh đẹp, Quỳnh Anh còn là cô gái ngoan hiền, tài giỏi, tự lập với công việc kinh doanh riêng. Không chỉ đẹp đôi về ngoại hình, cả hai còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước dù còn rất trẻ. Theo kế hoạch, ngày 15 tháng 1 tới, đám hỏi của cặp uyên ương này sẽ diễn ra. Đám cưới sẽ được cử hành vào ngày 9 tháng 2 sau Tết âm lịch. Như thế, đám cưới của Duy Mạnh được tổ chức sau đám cưới của Văn Đức vài ngày. Những ngày đầu của năm mới mà người hâm mộ liên tiếp nhận được những tin vui từ các tuyển thủ như vậy thì hy vọng rằng trong năm nay, các đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng sẽ ngập tràn thêm những chiến công hiển hách hơn nữa để người hâm mộ đã vui nay lại càng vui hơn. Còn các fan của Mr. Zero, các bạn thấy như thế nào? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình cũng như gửi lời chúc phúc tới cặp đôi dưới phần bình luận nhé. Đừng quên like, share và bấm subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!